Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Mấy nay mình bận quá nên thành ra mình ít ra vlog. Hôm nay mình ra một cái vlog là mình sẽ đi làm cái hồ cho con cá sấu các bạn nha. Các bạn nào mà coi kênh mình chắc còn nhớ con cá sấu đúng không? Thì nhiều bạn hỏi là con cá sấu đâu mất tiêu rồi. Mình nói là tại vì sau cái lần đó là ảnh đưa cá sấu cho mình thì mình nói là ở nhà con nít không nuôi được, mình gửi ảnh lại để mình đi chuẩn bị cái hồ để mình thả nó và mình che chắn kỹ càng, tại vì nhà con nhóc nhỏ 3 tuổi mấy sợ thọt tai bị cắn, thành ra là gửi lại cho ảnh để ảnh nuôi thời gian để mình đi làm hồ, mà quay qua quay lại ngót nghét cũng 2 tuần hơn rồi chưa kịp làm cái hồ nữa. Nên hôm nay có một ngày rảnh mình sẽ dẫn các bạn đi qua chỗ ông anh chuyên dán hồ kiến, nhưng mà đặc biệt cái chỗ này dán hồ kiến cũng vui lắm. Ảnh đi xin mấy cái hồ kiến, hoặc là ảnh đi mua mấy cái hồ kiến, hoặc là đi mua mấy miếng kiến mà dạng như người ta bỏ để về cắt ráp hồ, thành ra giá thành rất là rẻ. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi qua chỗ đó để làm hồ kiến nha. Mình sẽ dự định làm một cái hồ kiến với chiều dài là 1m2, cao 40 và rộng 40. Không có gì vui, chúng ta không nên xào lồn. Ok, tới rồi nha các bạn. Thì ảnh ở trọ. Anh ở trọ chứ không phải ở nhà đâu. Cái gian trọ của anh cũng bé bé xinh xinh như bao nhà trọ khác. Dạ, mở cửa vô rồi. Đây này, các bạn thấy không? Đây là mấy cái tấm kiến mà anh đi mua da chai về rồi sau đó ráp đó các bạn. Nhìn ơi. Hello anh. Anh đang nằm ngủ. Đây nè. Đây là những cái hồ kiến anh đang ráp nè các bạn thấy không? Dán dấu kèo nè. Hả? Quay vlog chơi anh. Cái hồ em cái này là cao mà bao nhiêu ta? 10 hả? Cao quá không? Cao 40 được rồi, tại vì cái chiều cao cái chỗ đem để có 50 à, chừa được khoảng có 10 phân. 10 phân để thọt tay vô thôi. Ở trên đây là em làm kiền nè, ở trên đây em làm cái nó phải kêu bằng cái kiền ở cây ngang qua. Đúng rồi, cái kiền kia, đây có cái rồi. Cái này 1 m 40 50 nè. Kiền mà không quyền nó ra gì không? Không thì nó nhìn nó hơi xấu. Để con muốn quyền ra như vậy. Ủa tưởng ngủ ở nhà, ngủ ở nhà tất kìa. Cho anh em đi học. Trung học hả? Học rồi mới về chú. À, trung học. Thằng con em mỗi lần mà em dũng đi chơi cái là hỏi sao nào đi học. Trung học. Kiền viền luôn. Nó che lại cái kiền, nếu mà cái kiền tại vì em còn làm mấy cái vách ở trong đây nữa nè, em làm còn mấy cái vách nữa, em bỏ đất vô, em bỏ đất vô để trồng cây ở trong đó luôn. Chơi luôn cá sấu à? Chơi luôn cá sấu, người ta tặng cho con cá sấu á. Rồi bây giờ tính lúc đầu tính nuôi bằng cái thùng nhựa, mà cái thùng nhựa nó không đủ dài, cái thùng nhựa của em nó có 60 à, giờ phải khoét bên hông dán cái kiến này vô. Nó em nói thôi bà mẹ đi làm cái hồ kiến luôn cho rồi, mà mấy nay lu bu quá chưa đi được.
là dạ em mô tả sơ anh biết không ta? Có nghĩa là cái hồ bình thường dài, cái bắt đầu em sẽ cho nước khoảng cỡ tấc rưỡi. Nói sao ta, nói sao cho dễ hiểu ta. Anh có tờ giấy không? Cái này có nghĩa là cái giờ vẽ 3D hay vẽ 2D đây? Vẽ sao dễ hiểu. Vẽ sao dễ hiểu hả? Đi ra khỏi cái đầu mình vuông thôi. Không, có nghĩa là bây giờ em vẽ cái mặt nhìn qua vậy ha, nhìn ngang qua ha. Ừ. Là ở đây sẽ là đất. Đó, ở đây nó có cái đường, nó có một cái cầu thang đi xuống. Nó có cầu thang đi xuống, trên đây nó có từng vạch để nó không trượt. Đó, rồi ở đây là nước. Đó, ở đây là cái hồ nè. Đó. Thấy không? Cái này mặt trước dòm vô hả? Mặt trước dòm vô nó như vậy. Nhưng mà ở trên đây không có miếng kiến này nha, cái này là đất nha, cái này là đất em bỏ đất với sỏi trên đây. Còn nó chỉ có một cái vách kiến thẳng xuống vậy. Để bỏ đất vô, sau đó anh làm một cái vách nghiêng qua. Một cái vách nghiêng qua giống như cái đường đi lên vậy đó. Rồi. Ở bên là cái vách đó, cái nó sẽ có hai vách. Có nghĩa là cái này là cái vách phía trước nè, cái này là cái vách phía trước nè, còn ở bên hông á nó sẽ có một cái vách ngang vậy nữa. Có nghĩa là ở đây sẽ là một cái lề trồng bông, trồng cây, mấy cái cây thấp em trồng mấy cây thấp vô. Có cái lề kẹp đây, nó cao khoảng cỡ bằng cái này luôn. Nó cao khoảng cỡ bằng cái vách này luôn. Rồi hiểu. À. Mà từ giống như một cái hồ thì chia ra tới khoảng này. Với em ngăn ở đây một cái nữa đây nữa. Đúng không? Nói chung là không cần thẳng gì đâu. Không cần thẳng tới gì đâu, từ mấy này tới thẳng đây. Ừ. Xong từ mấy này qua đây. Ừ. Nói chung là chỗ này là nguyên cái bồn cây. Nguyên bồn cây. Ừ. Chỗ này có... là cho nó xuống nó nước nó bơi. Là cái hồ của em đặt anh là 1m2. Là cái diện tích đất á, cho nó bò lên nó sưởi nắng á, là nửa. Khoảng 50. Là cái đó là em phải tính theo chiều cao. Chiều cao này á, em đang dự tính chiều cao của cái hồ em đặt anh á là 40. Thì cái chiều cao của cái đất trồng cây là 15. Là còn ở trên là 35. Còn ở trên là 3. Thôi, nếu mà cao 40 còn có 25 mà. Ồ, còn 25 hả? À, đúng rồi, em tính lộn. 15 nè, tới đây. Đó, còn chiều cao lên 25 là tới đây. Đó. Ừ, vậy cũng được rồi. Ừ. Như vậy cũng được rồi, tại trên đây em che lưới lại mà. Trên đây em che lưới lại đâu có ra được đâu. Vậy là kiền, nếu mà có kiền là kiền sát mặt này luôn đi cho em, cho anh đi, đúng không? Thằng lấy cái chiều cao. Kiền em cái hồ 1m2 chắc cỡ ba thanh kiền qua được rồi. Vậy như 6 em. Chứ giờ làm sao? Kiền như kiền hồ luôn đi chứ. Tự nhiên sọt ngang vậy hả? Nhìn kỳ thứ ba luôn. Kiền nghe kiền là nó phải có cái vòng ngoài đây nữa hả? Nó phải có cái lệ. Nó đi, nếu mà đi vòng vậy nè, đi xung quanh vậy nè. Nó. Em khỏi, nếu mà em để lưới á thì anh kiền với kiền nó mỏng thôi. Kiền nó mỏng nó cỡ khoảng ở này thôi. Không? Cho em để lưới rồi, chủ yếu là cho nó có chỗ chịu để nó để lưới thôi. Tại vì em chơi cái lưới thép, em chơi cái lưới thép á chứ không phải là cái lưới gà đâu nha. Mấy cái tấm thép mà thép đục á, nó dập xuống á, là mấy tấm thép đó cái bắt đầu kêu gia tiệm kêu nó cắt miếng cái này cái để ép lên, xong mỗi lần cho ăn cho uống thì dở lên. Đó, thì em để vậy là nó đẹp luôn á, cũng kiện về sát khác đây nè, đúng không? Đúng rồi. Đó, em lấy lưới em đậy lại, ví dụ em đậy lại vậy đi. Em đậy lại khi nào cần cái em dở lên cho ăn vậy thôi. Chỉ 4 thanh gì thôi, 4 thanh gì nè. À, ai biết. À đúng rồi, cỡ như vậy, nhưng mà ở chính giữa phải có cây ngang phải không? Ừ, thích thì có cây ngang để cây ngang sống. Thổi dáng cây ngang, sợ chặt chội á. Để cây ngang sống là... Nhưng mà chắc cái đít em khoét lỗ quá. Chắc cái đít em khoét lỗ nhỏ cho nước nó chảy ra quá. Khoét đâu? Khoét lỗ đít hả? Khoét đâu đây nè? Đằng dòng bông đó hả? À, khoét bông tứ cây rồi đằng cho nó lỗ nó chảy ra hay gì? Thì cũng phải cho nó thoát nước ra, không ấy nó úng cái cây chết sao?
Nhưng mà bây giờ em đang tính tới cái việc mà không biết có nuôi được cái cây, trồng được cái cây đó không, tại vì sợ xài đèn nó không lớn. Theo cây qua chơi thì xinh đó. Hay khoét cái lỗ giống vậy, dán cái lỗ vô giống vậy thôi. À, cái này chưa khô hả? Chưa, mới dán. Đó các bạn, nãy giờ mình mô tả thì ảnh biết rồi đó, không biết các bạn biết chưa. Bây giờ giới thiệu sơ qua cái dàn kiến nè. À, sao vậy? Anh nói đừng quay kiến quay hồ thôi. Cái kiến này là, cái kiến này là kiến anh đi mua hay là anh đi lượm? Đi mua. Đi mua. Mới mua mà dạng kiến này giá rẻ đúng không? À, đó, kiến này dạng kiến giá rẻ đó. Anh làm ở nhà thôi à, chứ anh không có đi mở tiệm lớn lao hết. Đây nè các bạn thấy không? Đây là nhà trọ nè. À, cái ở nhà là coi vậy chứ làm hồ cũng dữ dội lắm ở nhà. Ủa, nay thêm lên được cái thùng bự rồi hả? Ừ. Trong đây bỏ gì rồi? Full red. Full red nè. Ừ, full red BDS. Không có gì bông, tập luôn chơi vậy thôi. Tại vì anh em chơi cá bể màu chung với nhau đó, rồi quen biết nhau nên là thấy anh cũng dán hồ, nên mình qua ủng hộ lần hai lần, ủng hộ nhiều lần. Mình cũng dán hồ ảnh nhiều lắm à. Hả? Hồ nào anh? Sao? Thấy cũng ổn đó chứ. Mình mới tập dán à. Ngày đầu mình làm lâu rồi mà mới tập dán đâu mà mới tập dán. Cho bữa hồi bữa em tiết kiệm tiền. Em tự dán nhà cho nó dán nó xấu. Keo lem nhem lởm nhởm thì gớm. Còn nhìn được không? Hỏi anh em nếu mà thấy giá rẻ hỏi chăng. Ừ. Hồ đơn giản thì ok. À, cái hồ của em đặt làm đáy làm 8 ly cho em nha. Ok. Rồi ok các bạn, thì vlog mình đến đây là kết thúc. Mình sẽ đợi ảnh dán hồ, sau đó mình sẽ làm một vlog tiếp theo để cho các bạn xem về cái hồ của mình chuẩn bị nuôi con cá sấu nó như thế nào các bạn nha. Chứ nãy giờ trẻ dẻ vu vơ tay thì nhiều bạn không hiểu, mốt mình sẽ cho các bạn xem video clip sau, nhớ theo dõi kênh của mình các bạn nha. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau. Còn anh là anh Vinh. Còn số điện thoại mình sẽ để ở bên dưới cái miêu tả video này, anh ở Tân Phú thôi chứ không xa lắm đâu nha các bạn nha. Nếu bạn nào muốn dán hồ ghé ủng hộ ảnh để mưu sinh thôi chứ không gì hết. Tại vì cái hồ mình nói là cái kiến này thật chất nó cũng rất là ok. Giống như là người ta làm xe bánh mì hay là làm người ta làm cái cửa lùa hay là người ta làm mấy cửa tiệm mà người ta dẹp tiệm á, bắt đầu là kiến đó bắt đầu người ta rã ra người ta bán lại đó. Nhưng mà còn ngon chứ không phải là kiến nói là kiến cũng nhưng mà nó không ngon. À ngon mà, em thấy ngon phết. Ngon mà, không có gì đó. Ok nha các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau.